Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo gồm Trần Văn Thôi, Lê Sơn, Trịnh Duy Văn cùng trú quận Liên Chiểu và Phan Viết Tuyến trú quận Thanh Khê với mức án tù là 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, do biết nhiều người dân có đất nhưng không có hồ sơ nguồn gốc và đang cần hồ sơ này để được Ủy ban Nhân dân phường cũ xác nhận trước năm 2004 để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thôi đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ, Thôi đi Thái Lan để đặt làm con dấu giả. Khi trở về Đà Nẵng, mỗi hồ sơ Thôi nhận với giá 1,5 triệu đồng. Hồ sơ đã có sẵn, phôi giấy, hình dấu Ủy ban Nhân dân phường, chữ ký chủ tịch phường. Thôi chỉ viết các thông tin, giả nội dung xác nhận của phường thì nhận 200 đến 500 ngàn đồng một bộ. Từ năm 2008 đến năm 2017, Thôi cấu kết với các bị cáo Sơn, Văn và Tiến là cán bộ địa chính của quận Liên Chiểu để làm giả 238 hồ sơ đất, thu lợi bất chính hơn 157 triệu đồng. Trong quá trình giám định 560 hồ sơ đất, Thanh tra Nhà nước phát hiện có 366 hồ sơ nguồn gốc đất đai, loại đất nông nghiệp nhưng lại có giấy tờ xác nhận của phường, xã do Thôi và các bị cáo khác cấu kết, toàn bộ đều là giả.